Dạ đây Thường TV xin kính chào tất cả các bạn trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý bà con, thì hôm nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là đôi vợ chồng Vi Phi. Thì những ngày vừa qua nó rộ lên một thông tin bảo rằng là coi như là cái chị mà đại gia coi như là Lê Cương ở bên Mỹ là hứa tài trợ cho coi như là cái cặp đôi này. Hứa tài trợ cho cặp đôi này là coi như là tiền nhà 6 tháng. Và nếu như cặp đôi này ngoan hiền thì sẽ tiếp tục coi như là tính đến cái đường lâu dài. Tuy nhiên là trước mắt thì chị này sẽ thách thức cho một tháng xem thử là cặp đôi này có chịu khó làm ăn hay không. Nhưng qua những cái cách của chị này nói chuyện thì chúng ta lại phát hiện ra có một trong những cái vấn đề khác. Đấy, và qua cái lời ghi âm của chị này thì tôi mời tất cả các bà con nghe để chúng ta nhìn nhận hơn rõ về một cái vị mạnh thường quân mà Lê Cương mà những ngày vừa qua nhúng tay vào cái chuyện của là Vi Phi để làm cho cái cặp đôi này đang ỷ lại. Đây là một trong những cái hiện tượng mà chúng ta cần phải suy xét lại quý vị. Hiện bây giờ cặp đôi này cũng đã từ chối tất cả các kênh YouTube quay. Điều đây cũng là một cái dấu hiệu mà cái những cộng đồng mạng cũng sẽ không được nhìn thấy những cái hình ảnh nhức mắt nữa. Thì đây là một tín hiệu vui. Thì cứ mong rằng bây giờ cặp đôi này đã lên hứa đó thì đừng bao giờ cho kể như là YouTube nào quay nữa. Có nghĩa là nó nói YouTube quay mà không giúp được gì nó, mà cứ quay hoài quay mãi mà bản thân nó cũng biết mắc cỡ vậy. Mà tôi nói quý bà con, bây giờ có gì nữa đâu mà mắc cỡ, con này có gì nữa đâu mắc cỡ quý bà con. Từ những ngày vừa qua gọi là nó ăn dầm nằm giờ trong tình thương của người khác và kể như là đi nhặt ve chai thì xem như là đây là một trong những cái gọi là cái chiêu trò ấy, còn mang tính chất rằng cái như là chài mồi là chính. Bây giờ mà tô phở mà cái như là không xương không thịt là nó không ăn. Có nghĩa bây giờ ăn phải là ăn ngon, bà con thấy không? Ngày xưa là tìm miếng ăn còn hơi khó, bây giờ gọi là ăn ngon. Thì ăn ngon là tự đi đi tìm mà ăn chứ, ăn ngon mà để cho YouTube phải mời. YouTube phải mời ăn mà còn chê lên chê xuống. Thì tôi hỏi quý bà con, cái bài này nó cũng giống giống như là cái trọng súng ngày xưa chẳng khác cả. Đến bây giờ một số kênh YouTube mà ngày xưa quay nó mà chưa có một cái gì gọi là giúp đỡ đó thì bây giờ tới quay là nó không cho. Nên là bây giờ là chị coi như là bây giờ là cái mẹ nuôi, mẹ nuôi là cấm là không có cho YouTube nào quay nữa hết. Bây giờ YouTube quay không giúp đỡ mà cứ quay sang chữ. Tôi nói đúng đâu đó, mình còn sức khỏe, mình còn cái như là còn sức lực, còn cái như là chồng cái như là hai thành một lúc á, thì cũng mình phải đi tự đi làm kiếm sống chứ. Ủa lấy cái gì đâu mà tự nhiên đỡ cộng đồng mạng nuôi miết, mà trong đó là có một cái vị đại gia đây là gọi là Lê Cương cũng đã khẳng định một cái vấn đề thế này mà mình cảm thấy rằng cái như là phải xem lại cái vị đại gia này cái như là có phải là giúp đỡ thật sự hay không. Vì tôi có nghe trong cái câu chuyện của đại gia này nói có một cái tên gọi là Yến Huỳnh. Yến Huỳnh cái tên này cũng là một trong những cái tên mà chài mồi kể như là giống như là một trong những là cò mồi từ thiện, một trong những cò mồi từ thiện quyên góp tất cả các khoản tiền ở cái như là bà con ở trong ở ngoài nước. Đấy, rồi cái như là nhỏ nhỏ giọt giọt ra cái như một số hoàn cảnh rồi đã làm cái báo cáo báo đồ đó cho một số mạnh thường quân. Thì cái vấn đề này thì cái vị Yến Huỳnh này thì tôi cũng đã nói thẳng trong cái sự việc của con Ven, chắc bà con cũng không lạ. Vị Yến Huỳnh này hiện bây giờ cũng đang nhúng tay vào cái sự việc của là Vi và Phi. Cho nên qua cái vấn đề của là cái chị này nói thì bà con coi như là bà con nghe hết cái đoạn này ha. Sẽ trả tiền nhà trọ thì cái giấy dán của ông của bà chủ chủ nhà trọ thì đương nhiên là Vi với Phi là người ở trong đó, là người hai người đều có trách nhiệm phải thanh toán số tiền đó. Nói với cô tại sao con không hiểu mọi người khi đụng chạm tới Vi và Phi lại kéo tên của cô ra. Thế là Cái vấn đề thế này nè, mọi người đụng chạm đến Vi và Phi là kéo tên cô là do lý do thế này. Cô giúp sai hoàn cảnh, cô giúp không đúng. Một con đàn bà trách nết, một con đàn bà kể như là chỉ có ba mươi mấy tuổi mà đã trải qua kể như là ba thằng đàn ông chính thức rồi. Thằng trước á thì có một thằng con tên Khoai đó,
rồi nó cái như là cặp với thằng Thảo là nó sinh ra là ba đứa. Đấy, hai đứa là gửi đi kể như là ở đâu đó để nuôi rồi, còn một đứa hình như là cũng là cho tặng ai làm con nuôi đó. Đó. Và bây giờ thành tứ thành phi. Đó. Câu hỏi quý bà con, cái giai đoạn mà có lúc nó ở chung với là hai thằng chồng, thế cái vấn đề này thì cô có nhìn thấy hay không? Đúng không? Đây là một con người đơn lẻ như là con phi. Đấy mà nó bôi cho chát chấu vào kể như là những người phụ nữ Việt. Đấy, nó làm mất đi cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Nó mất đi cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Đấy. Nó muốn quay lại gọi là cái màn gọi là cái như là đa phu, muốn lấy theo cái chế độ mẫu hệ. Thì đây là một trong những cái gọi là cái như nó đã chà đạp lên truyền thống, chà đạp lên luân thường đạo lý của một người phụ nữ. Mà nên nhớ rằng một người phụ nữ Việt Nam ấy là một trong những người phụ nữ cũng đã có một cái ngày để chúng ta tưởng nhớ. À, để tưởng nhớ để chúng ta kể như là có những cái gọi là tri ân, đúng không? Mà một người như con Vi này hỏi rằng nó có xứng đáng để mà nó nằm trong kể như là cái ngày đó hay không? Đó. Chúng ta phải đặt hỏi một câu hỏi rất rõ ràng với cái chị đại gia này. Chị bảo rằng tại sao mà mọi người réo tên gọi chị, réo tên chị, réo kể như là cái gì? Cái vấn đề ở đây là người ta muốn nhắc nhở chị rằng giúp người thì giúp cho đúng, chứ không phải là bây giờ nói thật sự. Giúp cho lấy có. Giúp đây là giúp cho lấy có, giúp để nổi tiếng thì thôi bỏ đi, đúng không? Thiếu gì hoàn cảnh. Gần gần nhà con Vi đây là cũng có một số người cũng đã điện qua tôi, nói gần nhà con Vi cũng có cái hai trường hợp đấy, mà cũng là cái như là bị tai biến nặng mà YouTube không tới quay, mà bu theo con Vi này quay để làm gì, đúng không? Đây thì nói thật sự mình là một người gọi là có tiền thì phải thêm một chút nữa, bỏ một chút tiền để học một cái gọi là ý thức dùng tiền, đúng không? Người ta đang muốn mình nhìn nhận lại cái vấn đề đồng tiền mình tiêu như vậy có đúng hay không, hay là mình đang cổ xí để cho một số cái thành phần gọi là siêng ăn nhắc là để đang hủy hoại cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, của người phụ nữ, để mà cái như là cái vấn đề đó thì mình đã đúng hay chưa, mình đang cổ xí đó, đó. Đó. Cho nên đại đa số rằng thông qua cái sự việc của con Vi này, bạn biết không, là những chị em phụ nữ là cái như là người ta đang bức xúc, là cái bức xúc vì vấn đề đó. Một mình nó mà phá đi hình tượng của bao nhiêu người xây dựng, đúng không vậy? Thì hỏi rằng người ta có bức xúc không? Quá bức xúc chứ sao không bức xúc được. Đấy, người ta gọi tên chị là nhẹ nhàng rồi mà chứ. Một câu hỏi. Thầy, cũng muốn cho biết thế này, thầy, câu chuyện bắt đầu từ lúc Quy quyết định bỏ nhà ra đi. Hai người bỏ nhà ra đi ra muốn cái nhà trọ. Thì sau đó cô nói chuyện với mẹ thì cô mới biết là hai người đó đã trọ rồi. Yeah. Rồi cô có kết nối được một người mạnh thường quân. Cô đó tên Trang, nhưng mà thực sự trên giấy tờ là cô tên là Yến Huỳnh. Đúng là cái vị này, nếu như mà cái vị Yến Huỳnh này đó, là cái vị này là từng cỡ như là giúp, gọi là giúp cho con bé Ven. Nếu mà cái vị này ở Đài Loan là tôi nói quý bà con không sai. Nếu mà cái cô mà đại gia Lơ Cương này mà đọc cái tên Yến Huỳnh, mà Yến Huỳnh này là ở Đài Loan là tôi nghĩ không sai, vì cái vị này cũng đã có nhúng tay vào rất nhiều cái là cái trường hợp. Đấy, nhúng tay vào rất nhiều trường hợp. Những trường hợp là dạng siêng ăn nhát làm, rồi những trường hợp cỡ như là giá thần, giá thánh, rồi cỡ như con Ven, là cái vị này cũng đã nhúng tay vô rất sâu. Và cái vị này cũng đã từng gọi là mạnh thường quân của một thành cái như là mọi đen, đó là Cam Đen Hoi, gửi 3 triệu bạc để mà nó đâm lén tôi sau lưng. À, thì bà con nên nhớ những cái mốc lịch sử này. À, những kẻ này thì phải xem lại có phải là một mạnh thường quân đích thật hay không. À, nếu mà chị Lê Cương mà chưa biết cái vị mà Yến Huỳnh này, nếu vị Yến Huỳnh này mà người ở bên Đài Loan, đấy, ở bên Đài Loan thì phải xem xét lại. À, xem xét lại đây có phải là cái như giống cò mồi hay không. Tôi thấy là cái như là cái vị này cũng đã từng, vị Yến Huỳnh bên Đài Loan này nè, cũng từng cỡ như là kết nối với một số kể như là người ở Mỹ, à, cũng đã chài mồi mà bất thành, quay sang bắt đầu là chửi người ta. À, chài mồi tiền mạnh thường quân, chài mồi đi mình đi làm mạnh thường quân mà rú cổ phần. À, đi kể đi giúp hoàn cảnh mà gọi là rú số đông. À, bây giờ thế này ta khác thông gửi tiền về tôi để tôi đại diện. Làm thì có chuyện đấy quý bà con, tôi nói giàu mà đổ vô chén,
rồi cái mình đổ ra son nó vẫn còn dính cái chén đấy, nó đã có một cái sự hao hụt. Mà tiền mà đi gửi cho người lạ nào đó, người ta đại diện mình đi làm mà người ta không có sao kê rõ ràng, bà con tin hay không? Tôi không tin. Tôi dứt điểm không tin. Tôi muốn gửi cho cái hoàn cảnh đó là tôi liên lạc trực tiếp hoàn cảnh và tôi gửi thẳng luôn, hoặc là một số anh em mà thân tín đấy. Chứ còn nói thật sự mà cái như là đi gửi mà đi thông qua tay qua chân, hoặc là một số kênh YouTube mà phải là cái độ mà đáng tin tưởng. Chứ còn bây giờ nói thật sự ra đó, mình nói không phải là quơ đũa cả nắm, có nghĩa rằng cái như là cũng có một số anh làm rất tốt, nhưng có một số anh đang lợi dụng hoàn cảnh đến Kim Anh. Anh Kim Anh vấn đề này thì bà con đã biết trong suốt khoảng thời gian vừa qua là cái vấn nạn đấy, mà kêu gọi từ thiện rồi cái như quay sang xác minh hoàn cảnh, rồi cái giật lại tiền của hoàn cảnh vì cho rằng hoàn cảnh đấy không xứng đáng để được nhận tiền. Thì cái vấn đề đây tôi nói quý bà con là rất nhiều rồi đó. Thì cái chuyện mà cái như là liên quan chỗ Vi và Phi này đó, liên quan Vi và Phi này thì hỏi rằng cái chị Lê Cương này đã biết rõ cái tung tích của Yến Hình hay chưa, có phải Yến Hình ở Đài Loan hay không đấy. Tôi nghe cái tên này tôi thấy là quen. Khi mà tôi nghe đoạn clip là tôi nhớ lại là Yến Hình Đài Loan ngay. Đấy, và Yến Hình Đài Loan cũng là một trong những gọi là mạnh thường quân, cũng xưng là đại gia. À, mà không biết là gia bọc cái gì. Đó, mà cứ lên cộng đồng mạng là cái như là dụ người này, dụ người kia đấy, rồi bắt đầu là chai mòi. À, đây là một trong những cái. Thì chỗ cái thằng Mỏ Đen, bà con nào biết thông qua cái sự việc chỗ Mỏ Đen, chắc bà con cũng đã biết cái vị Yến Hình này rồi. À. Cũng là một cái mạnh thường quân đã từng... kết nối với lại Liên Giang thì vậy, để yeah. cho bên gia đình mẹ Phi 200 đô một lần, với lại để cô muốn biết là xác nhận cái nhân vật đó là có. Thì lý do là cô rất tư bằng cô Lê Trang nha, cô Trang, thì cô gọi cho cô, thì cô nói là bây giờ hai cái đứa này nó ra ngoài rồi, nó sống thì thật sự nó cũng đứng là thiếu thốn. Thì cổ muốn hỏi là cổ và hai người bạn của cổ với cô nó là bốn người thì có thể giúp đỡ 6 tháng tiền nhà trọ cho Quy và Phi hay sao? Bà con thấy đây vô lý à? Có nghĩa là hai đứa này nó tự ý ra ngoài ở, trong khi đó đã cho nó một căn nhà mà nó tự ý ra ngoài ở, thì lý do gì mạnh thường quân mà cả như là có một tầm nhìn mà gọi là nó quá hạn hẹp như vậy hả? Đây có phải chài mồi không quý vị? Cái chị Lê Cương này nói một người nào đó tên Yến Hình mà điện qua cho chị ấy, để mà hỏi bây giờ hai người bạn của là Yến Hình với là Yến Hình và chị Lê Cương này có tài trợ cho được 6 tháng tiền nhà hay không. Bốn con người mà hỏi rằng tài trợ 6 tháng tiền nhà, tôi hỏi quý bà con sao mà cực dữ vậy? Mình làm mạnh thường quân đủ khả năng bao nhiêu mình giúp bao nhiêu. Nếu như mình thật tâm giúp không có cần mà chài mồi và bày đàn lôi kéo đấy, nhưng mà nó thật sự thông qua cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng cái nhân vẫn có cái sự lôi kéo với nhau. Một số người tự cho mình là mạnh thường quân là lôi kéo với nhau đấy. Tôi nghĩ vấn đề đây là mang chắc rằng cái như là có một ý đồ đằng sau, chứ không phải đơn thuần mà gọi là đi giúp cho cái vợ chồng mà Vi với Phi này đấy, mà phải đi rủ 5-7 người một lúc để mà giúp cho 6 tháng tiền nhà. Đây là một trong những cái là thực sự rất vô lý. Thà làm một cái việc đó giống như cái đợt vừa rồi xây cho nó một căn nhà, thì giả sử như là 5-7 người góp lại xây cho nó một căn nhà thì mình thấy là hợp lý đúng không? Còn 6 tháng tiền nhà bà con tính đi, hơn 6 triệu bạc một chút à, mà cái phải là quyên góp từ cả như là người này điện qua người kia, rồi để mà có một cái lời hứa hẹn là 4 người để giúp cho nó 6 tháng tiền nhà. Thì cái vấn đề ở đây vì sao mà giả sử như là cha có lú thì chú nó khôn, một người dạy thì ba người còn lại phải tỉnh chứ. Có tự nhiên mà rú vô mà dạy hết trơn hết trọi, cộng đồng mạng có lên án được hay không? Lên án được, đúng không? Một cái thành phần không đáng được giúp đỡ vì nó nhận tiền của mạnh thường quân đã cất cho nó một căn nhà và nó tự ý bỏ ra ngoài, thì đây vấn đề xem như là cái việc nó tự tạo thì nó phải tự gánh, đúng không? Việc chi mà phải là lo cung phụng cho nó mà cái tiền nhà tiền đồ một cách là bất chấp như vậy. Đây là một trong những cái mà những người này nói thật sự khi họ